Xin chào các bác yêu hoa lan nhé. Hôm nay có những giỏ lan rất là đẹp. Đầu tiên đây các bác là một giỏ tam bảo sắc Lai Châu nhá, hoa trắng tím nhá. Một dòng lan đang mở lá này. Cái dòng này châm vào cái lá nó mở rất là nhanh các bạn. Đây, lá đang bắt đầu to mạnh này. Đây, 3 cây nhá, hàng lá xếp nhá. Mã số 1 200.000 đồng, tam bảo sắc Lai Châu nhá. Đấy, đang bắt đầu mở lá mạnh nhá. Cho mã số 1. Số 2 này. Cây lá ngắn kia này các bạn này, lá ngắn này. Mã số 2 nhá, cây toàn là mẹ con đấy nhá. Đang có 1 này, 2 3 4 5 6 7. Một mẹ 7 con nhá, mã số 2 350.000 đồng. Tam bảo sắc Lai Châu, hoa trắng tím nhá. Cái dòng này thì hoa rất là dài luôn. Cho mã số 2 350. Số 3 này. Giờ này có 2 4 5 cây. Mã số 3 200.000 đồng, tam bảo sắc Lai Châu. Cái bộ rễ của nó các bác này. Cái dòng này thì nó ăn dễ gió đó. Nhưng mà cái dòng tam bảo sắc Lai Châu này thì lá rất hay mở. Khi một cây nó khỏe, lá nó mở và hoa rất là dài luôn. Mã số 3 nhá, 200.000 đồng, tam bảo sắc Lai Châu. Số 4 này các bác này. Cây này nó quá vip luôn các bạn. Cây này nó là giò này là cây mẹ nó phân nhánh các bác nhá. Cây mẹ phân nhánh và em tách ra. Năm ngoái em bán được 4 giò phân nhánh lá của nó các bạn. Ôi lá to và lá nó đang mở mạnh này. Lá vừa to vừa ngắn luôn nhá. Mã số 4 nhá, bác là sưu tầm giò này nhá. 750.000 đồng. Cây mẹ phân nhánh thì cây con nó năm tới nó sẽ khả năng nó sẽ ra phân nhánh đâu. Bởi vì cái dòng này cây mẹ nó phân nhánh thì cây con nó rất là dễ phân nhánh luôn. Bản lá to bạt luôn các nhá. Mã số 4 nhá, 750.000 đồng. Số 5 nhá là một giò quế tháng 8 lá xếp nhá. Hàng lá xếp rụt dịp vào các bạn. Cái này thì em dây thép phải bịt dây bóng vào để cho nó đỡ cọ. Này lá nó xếp như này này. Mã số 5 nhá, tam bổ quế trang tháng 8, 3 cây như này. Đang đẻ một cây con. Mã số 5. 550.000 đồng, quế trang tháng 8 nhá, cho mã số 5. Hàng lá xếp rụt nhá. Số 6 nhé, mà đến với một giò. Giò này là giò sơn thủy tiên hồng đen. Mã số 6 450.000 đồng. Dễ nó xiên cả sang bên này các bác này. Mã số 6 450.000 đồng. Sơn thủy tiên hồng đen. Cái này thì hoa nó nở tại vườn nhé các bác nhé. Mã số 6. Số 7 các bác này. Một siêu phẩm này, giò này thì hàng nguyên rẻ sơn thủy tiên hồng đen nhá. Hàng nguyên rẻ, hoa đã lở tại vườn. Mã số 7, giò này bác nào sưu tầm thì 1.800.000 đồng nhá. Sơn thủy tiên hạng đen cho mã số 7. Số 8 là một giò cáo Lai Châu nhá, nhưng mà cáo còn phân nhánh đấy cơ. Phân nhánh này, cái nhánh trên này nó cũng phân nhưng mà nó gãy mất rồi nhá. Bây giờ chỉ còn có một nhánh này thôi. Một mẹ hai con. Mã số 8 nhá, 750.000 đồng. Cáo phân nhánh nhá, cho mã số 8. Số 9 nhá, mà bác đến với một giò đùi gà. Đùi gà chớp nhá, mã số 9 đùi gà chớp. Ba thân này. Thân này đang lên không tính. Ba thân. Mã số 9 550.000 đồng, đùi gà chớp các nhá. Một dòng lan khá là hiếm. Mã số 10 là một giò quế trắng tháng 8. Mã số 10. Quế trắng tháng 8, 250.000 đồng cho mã số 10. Số 11 là một giò cáo đỏ Lai Châu này. Có 4 cây to và đang có một cây con lên này nữa này. Mã số 10. 350.000 đồng
cho mã số 10 cáo Lai Châu với nhá. Mã số 11 là một giò hạc vĩ trắng tuyền các nhá, cho mã số 11 hạc vĩ trắng tuyền 350.000 đồng. Hạc vĩ va đấy các nhá. Hạc vĩ va rừng bông trắng tuyền. Cho mã số 11 350. Số 12 nhá là một giò nhạn 4L xếp V đẹp nhá. Bản lá siêu to này. Mã số 12 400.000 đồng. Nhạn 4L VIP nhá các nhá. Mã số 12. Số 13 là cửu bảo tiên các nhá, một dòng lan vô cùng thơm. Mã số 13 hai cây này. 350.000 đồng. Cửu bảo tiên các nhá. Số 14 nhá là trầm rừng Điện Biên nhá. Hai giò combo này các nhá. Mã số 14 250.000 đồng trầm rừng Điện Biên cho mã số 14. Số 15 nhá là một giò này là giò kiều mỡ gà. Đấy các bác nhìn thân nó khủng chưa? Chi thân luôn, mấy chục thân luôn. Mã số 14 550.000 đồng kiều mỡ gà. Số 15 nhá, một giò kiều mỡ gà cực đẹp này. Cái dòng này thì hoa vàng óng luôn. Mã số 15 kiều mỡ gà 580.000 đồng cho mã số 15 kiểu bức gà. Số 16 nhá là một giò đùi gà trắng va nhá. Đùi gà trắng tuyền nhá. Đùi gà rừng đấy. Cái dòng này thì âm kỳ thôi nhưng nó đã thuần như này, dễ đã đâm lúng tung cả. Mã số 16 bác là sưu tầm rồi thì 750.000 đồng. Đùi gà trắng va các nhá. Số 17 này. Một siêu phẩm cáo một mẹ ba con. Đấy. Có cả cái cây phát tài phát lộc bám này. Bản lá siêu to nhá, gần 5 cm nhá, mã số 18. Đó là sưu tầm giò này 1.200.000 đồng nhá, cáo Lai Châu nhá. Số 19 nhá, một giò cáo nữa nhá, ba cây đẹp, mã xếp đẹp này. Mã số 19 450.000 đồng. Cáo Lai Châu nhá cho mã số 19. Hai mươi nhá là một giò đen rô 5 canh trắng họng nhung nhá. Mã số 20. Đó là sưu tầm giò này 350.000 đồng. Cánh nó trắng mà bông nó nhung quá là đẹp luôn, cực kỳ đẹp giò này nha các bác nhá. Cho mã số 20. Hai mươi mốt nhá, một bảng hoàng thảo vôi nhá. Dài 60 cm. Bảng này dài 60 cm. Cực kỳ là nhiều cây. Mã số 21 550.000 đồng. Hoàng thảo vôi nhá, cho mã số 21. Số 22 nhá, một giò đùi gà tròn này, cực kỳ nhiều thân. Dòng đùi gà này thì hoa nó quá là phê rồi. Mầm gốc của nó như mạ luôn. Mã số 22 450.000 đồng đùi gà tròn Lai Châu nhá. Mã số 22. Quá nhiều thân các bạn. Số 23 nhá. Là một giò kiều tím yên tử. Rất là nhiều thân luôn. Đôi 4 này. 6, 8, 10, 12, 14, 16 thân. Vừa ngắn vừa dài là 16 thân. Nếu mà cái này thì các bác chỉ làm giống này nhá. Vì dòng này nó khá là đắt. Mã số 23 đó là sưu tầm giò này thì 350.000 đồng nhá. Kiều tím yên tử.
Mã số 24 nhá, một giò kiều vàng này. Toàn thân cho hoa hết nhá. Mã số 24 kiều vàng 280.000 đồng. Cho mã số 24. Số 25 nhá, một giò kiều mỡ gà nhá. Cái này vừa nguyên bản vừa ghép thêm một một giò này. Mã số 25 350.000 đồng kiều mỡ gà. Dòng này thì hoa quá vàng luôn. Số 26 này. Tam bảo sắc phân nhánh nhá. Đây, phân nhánh tua tủa này. Đấy, năm ngoái phân năm kia phân. Một mẹ ba con. Tam bảo sắc phân nhánh nhá. Mã số 26 bác là sưu tầm rồi thì 1 triệu đồng nhá. Tam bảo sắc phân nhánh cho mã số 26. Số 27, một giò Van Đai Uyên Ương nhé. Dòng hoa này cực kỳ thơm và lở vào dịp Tết. Mã số 27, 180.000 đồng. Van Đai Uyên Ương nhé. Số 28 nhé, một giò tam bỏ sắc này. Cây cực kỳ là đẹp, mỡ mờ nhé. Đứng xa, đứng gần, đứng xa máy khoảng hơn 1 mét cho các bác xem nhé. Bảng này khoảng 40 cm nhé. Và cây thì đẹp. Mã số 28 là sưu tầm giò này thì 450.000 đồng nhé. Cho mã số 28. Số 29 nhé. Một giò đùi gà tròn Lai Châu. Mầm gốc như mạ này. Đôi 4, 6. Đang có 8 mầm gốc. Mã số 29 250.000 đồng. Cho mã số 29 đùi gà tròn. Vâng, giờ Lan vừa rồi đã kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn theo dõi video.